Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, con số này thể hiện việc đấu tranh và điều tra các vụ án có hiệu quả. Nhưng không có nghĩa là tình hình tội phạm tham nhũng và chức vụ gia tăng. Đây là loại tội phạm ẩn, hoạt động tinh vi, người phạm tội thường có chức vụ quyền hạn. Trước tình trạng gia tăng lộ lọt thông tin, mua bán dữ liệu cá nhân, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, Bộ Công an đang tham mưu xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá an ninh an toàn thông tin. Yêu cầu người truy cập hệ thống dữ liệu thông tin, nhất là hệ thống thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình. Hiện nay, Bộ Công an đang điều tra xử lý các hội nhóm kín mua bán dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội và xử lý nghiêm khi có đủ chứng cứ.